kênh bất động sản bán nhà quận 7 Chính Chủ. Xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà góc hai mặt tiền, hẻm 2329 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích thì ngang 5m2, dài 11m, nhà một trệt, hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Nhà hướng chính thì hướng Tây Nam. Chủ nhà muốn bán với giá là 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Nhà thì lô nhì Quỳnh Tấn Phát nha anh chị. Cô chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 Chính Chủ cho đăng ký kênh. Cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Em quay trước đường cho cô chú anh chị mình xem. Nhà thì căn góc hai mặt tiền rất đẹp. Hẻm thì hẻm xe hơi. Lô nhì Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Đây trước nhà nha anh chị. Đó, đây trước nhà nè. Quay cận kẽ anh chị mình xem. Còn đây là Quỳnh Tấn Phát. Đó, ngay chỗ đây ra đó là chừng 5m là tới Quỳnh Tấn Phát, thì xe tải chạy qua chạy lại luôn. Nhà thì căn góc hai mặt tiền. Căn góc hai mặt tiền nha anh chị. Bên hông là rộng rãi luôn, xe tải chạy ra chạy vô. Nó khu thì khu sân tư hiện hữu. Đường trước nhà thì 4m. Quay cận kẽ anh chị mình xem. Bên đây thì mình về mình có 3 lớp cửa nha anh chị. Trước nhà là cửa cú, rồi trong cửa nhôm sifa. Đó, nhà thì hai lầu sân thượng đó. Bên đây thì ở sau này mình còn cái cửa đó nha anh chị. Đây là mình còn cái cửa hông ở đây nữa nè. Chỗ này mình còn cái cửa nữa. Và mình đi ra cửa này cũng được, cửa bên kia cũng được. Trước nhà thì đây. Anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà. Ở trên đây thì cửa cuốn, trong thì cửa nhôm sifa. Bên đây mình còn một cái sân nhỏ nữa. Sân bên đây thì mình đi vô để xe máy đây anh chị. Đây mình để sân xe máy đây. Nhà thì căn góc ngay mặt tiền này, lô nhì Quỳnh Tấn Phát, thì cô chú anh chị mình mở công ty hay là mình làm spa rất là đẹp nha anh chị. Em mời anh chị vào bên trong căn nhà để mình xem tham khảo căn nhà. Nhà thì hẻm 2319 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5m2, dài 11m, nhà một trệt, hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Không gian chỗ này là tủ âm tường rất là đẹp. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị đi xem nhà. Kênh bán nhà quận 7 Chính Chủ có những sản phẩm mới để cô chú anh chị mình xem và tham khảo, từ 1 tỷ đến 10 tỷ nha anh chị. Nhà hướng chính thì hướng Tây Nam. Cô chú anh chị kết bạn Zalo với em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương gửi pháp lý cho cô chú anh chị mình xem. Nhà thì lớp đá rất đẹp nha anh chị. Đó, lớp đá từ đây chạy vòng qua bên kia luôn. Trên thì tủ bếp là tủ gỗ nha anh chị. Tủ gỗ, học tủ là tủ gỗ luôn. Trong nhà thì chỗ này thì thiết kế sẵn để cho mình cái máy giặt đây. Rồi mình phơi đồ ngoài này nha anh chị. Đó, lý trình trệt. Còn nhà vệ sinh thì hệ thống máy thì máy đóng năng lượng mặt trời. Đây không gian ở sau là mình làm thoải mái luôn. Ở đây mình đoạn cửa nữa, cửa sau này em đưa anh chị xem á. Nên chị vào bên trong để mình lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nha anh chị. Không gian nhà bếp thì rất rộng rãi luôn, khó căn góc mình mở spa chỗ này là rất đẹp nha anh chị. Hay mình làm công ty cũng được luôn, tại mình lô nhì Quỳnh Tấn Phát mà. Nhà hướng chính thì hướng Tây Nam. Em mời anh chị mình lên trên lầu 1 để mình xem lầu 1 nha anh chị. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm 2319 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5m2, dài 11m. Nhà một trệt, hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ. Nhà thì nhà chính chủ bán nha anh chị.
nhà này là nhà chính chủ bán chưa qua đầu tư, năm nay cô chú anh chị mua là giá rất là tốt nha anh chị. Đây là một phòng, phòng nào cũng có cửa sổ, rèm cửa, ban công hết nha anh chị. Đây, nhà mình là nhà căn gốc hai mặt tiền nữa. Đó, đây là cái cửa mình là ban công mình ra đây rất thoáng nè, nó mở ra mình ra đây. Còn bên đây là rèm cửa, cửa sổ, nó cửa sổ. Chủ nhà có tặng cho mình mấy cái máy lạnh luôn nha anh chị. Thì nhà chính chủ có sao, chủ nhà bán y chang vậy, năm nay cô chú anh chị mua rất là yên tâm. Nhà chưa qua đầu tư, chính chủ bán. Đây, nhà vệ sinh. Vệ sinh thì hệ thống máy nóng năng lượng mặt trời, đồ thì đồ cao cấp, có cái kính tắm không bị văng nước ra ngoài, nó gạch men lên tất cả hết. Giá chỉ có 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ. Đây một phòng nữa là hai phòng của lầu 1 nha anh chị, lầu 1 hai phòng, lầu 2 hai phòng. Sàn thì sàn ốp gỗ. Lô nhì Quỳnh Tấn Phát, nhà hướng chính thì hướng hướng tây nam nha anh chị, hướng chính là hướng tây nam, gạch men lên tới tận luôn. Đó, phòng nào thì cũng có máy lạnh hết nha anh chị. Đây là ban công của lầu 1, có ban công lầu 1 thì đây ra đây là Quỳnh Tấn Phát nè. Đó, lô nhì Quỳnh Tấn Phát rất là đẹp đẽ, rất sang trọng luôn. Khu dân cư hiện hữu. Em quay cặn kẽ của chú anh chị mình xem để cô chú anh chị đỡ mất thời gian để đi xem nhà. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn làm nhà chính chủ nha anh chị. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị đi xem nhà. Số đó là số Zalo của em nha anh chị. Cô chú anh chị kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin, sổ sách, hình ảnh cho cô chú anh chị mình xem trước. Khi nào anh chị cần đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị đi xem nhà. Nhà thì hẻm 2319 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, nhà thì lô nhì Quỳnh Tấn Phát, căn gốc hai mặt tiền, mình kinh doanh mua bán đa ngành nghề được nha anh chị. Mình làm xì ba hay là mình mở công ty rất là tiện lợi, ở dù kinh doanh được. Này phòng nữa là ba phòng, này lầu 2 nha anh chị. Nhà chính chủ bán có sao là bán đi trang điệu nha anh chị. Mua bán thì chủ nhà tặng full nội thất như hình cho cô chú anh chị mình luôn. Đây là ban công của lầu 2. Lô nhì Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Giá 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ. Kênh bán nhà giá rẻ với em quận 7 luôn luôn là niêm yết giá cho cô chú chị mình xem và tham khảo. Bên đây là cửa sổ, ban công rồi rèm cửa đầy đủ hết nha anh chị. Đây là nhà vệ sinh nữa, là ba nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh nào cũng có kính tắm bị văng nước ra ngoài nha anh chị. Đó. Đồ thì đồ cao cấp luôn. Gạch men thì lên tới trần hết. Hệ thống máy thì máy nóng năng lượng mặt trời. Chỗ này có cái hộp tủ để mình để đồ nha anh chị. Đây phòng nữa là 4 phòng ngủ. Trong lúc quay có gì sơ sót cô chú anh chị xem thông cảm bỏ qua nha cho em nha anh chị. Còn cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Thì trước đó là cái phòng này là chủ nhà thiết kế cho con chủ nhà ở, đâm ra mình làm màu mè nó sẽ nó mát nha anh chị. Nhà thì lô nhì Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà từ đây vô chợ Phú Sinh khoảng 5 phút, đi vô trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng bán kính khoảng 10 phút, đi vô trung tâm RMIT trường học Tôn Đức Thắng bán kính khoảng 15 phút nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà mua cho con mình đi học cũng được nha anh chị. Tại vì đây mình vô trung tâm RMIT Tôn Đức Thắng hay là trường đại học Marketing bán kính khoảng chừng 15 phút thôi. Nhà thì hẻm 2319 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5m2, dài 11m, nhà một trệt, 2 lầu, sân thượng, 4 phòng ngủ,
ba vệ sinh, chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 500 triệu, còn thương lượng chính chủ. Đó, đây là căn góc hai mặt tiền, mình nhìn ra lô nhì Quỳnh Tấn Phát nè. Em mời cô chú anh chị mình đi lên sân thượng để mình xem sân thượng nha anh chị. Nhà thì nhà chính chủ, mua bán thì bất cứ lúc nào cô chú anh chị ra công chứng cũng được hết. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng cho cô chú anh chị mình luôn, nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu. Đó, lên đây là sân thượng, mình nhà ở đây luôn nè. Đó, máy thì máy đổ nha anh chị. Đó, hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời nè, rất là tiện lợi luôn. Nhà hướng chính hướng tây nam. Đó, mình đi qua đây là mình nhìn vô là khu căn hộ Sài Gòn mới nha anh chị. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2319 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 5m2, dài 11m. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 500 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua xem theo dõi kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ nha cô chú anh chị.